Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đề tài thứ hai vẫn quay vây quanh việc mà cựu tổng thống Trump đã bị truy tố bởi uh, bồi thẩm đoàn đã quyết định vào ngày hôm qua bởi uh, và thúc đẩy vụ án này chính là ông biện lý của quận Manhattan, tức là ông uh, Alvin Pratt và điều này đã dẫn tới hàng loạt các chỉ trích của những người bảo thủ và Đảng Cộng hòa ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi có thể đặt câu hỏi và cũng như là giải đáp một số những cái thắc mắc của quý vị liên quan tới việc liệu cựu tổng thống Trump có bị nhốt tù hay không và nếu bị nhốt tù như thế nào và không bị nhốt tù thì như thế nào trong lúc mà ông bị xét xử về cái tội mà họ gọi là hình sự này à, liên quan tới việc mà đưa tiền cho một cô à, à, ngôi sao khiêu dâm để mà chặn đứng cô ta cái câu chuyện mà cô ta nói rằng cô ta ngoại tình với ông Trump từ năm 2006. Và cô ta khui vụ này đã năm 2016, vụ án này được đóng lại năm 2018 Và bây giờ nó đã bị lôi lên trở lại bởi cái biện lý của quận Manhattan Ok quý vị, và cái câu chuyện này thì tôi đã giải thích cho quý vị nghe rồi Tuy nhiên, thì đầu tiên hết là phải giải thích cho một số khán giả của TNP Channel Tức là của trại của tôi biết là ông Trump vô tù sẽ bị tình trạng tự tử giống như là những nhân vật trước đó hay không câu trả lời là khó xảy ra. Bởi vì thứ nhất, quý vị phải biết thủ tục của cái việc gọi là ra trình diện hay gọi là volunteer surrender hay quý vị gọi là ra tình nguyện ra đầu thú cũng được. Trên quy tắc thì luật sư của cựu Tổng thống Trump cho biết là sẽ ra đầu ông sẽ ra trình diện và đầu thú và sẽ không có tình trạng gọi là công tay ông hay là không có một cái thỏa thuận nào hết. Thì tên này sáng rồi tôi có loan. Quý vị, là luật sư của ông Trump nói rằng không có handcuff, tức là không có còng tay và cũng không có thỏa thuận nào để mà nhận tội cả. Đây là lời phát biểu của luật sư cựu tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không bị handcuff trong lúc mà ông bị uh, truy tố ở tại New York và cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ một cái uh, truy tố chưa từng có nào bởi cái uh, đại bộ thẩm đoàn của Manhattan. Đó là câu trả lời của luật sư cựu tổng thống Trump. Thì quý vị, câu trả lời cho thấy là uh, đầu tiên tôi phải giải thích điều này trước để cho khán thính giả của TNP Channel yên tâm. Thứ nhất là việc ra đầu thú này tức là ông ra trình diện. Thì lúc đó ông sẽ được hộ tống bởi lực lượng Secret Agent, tức là lực lượng à, mật vụ của Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho cựu tổng thống à, cựu tổng thống vì theo hiến pháp thì à, những à, tổng thống đã hết nhiệm kỳ thì sẽ được bảo vệ suốt đời. Họ sẽ được bà các nhân viên mật vụ thay phiên nhau bảo vệ suốt đời đây là cái uh, quy tắc và là hiến pháp của Hoa Kỳ không ai thay đổi được do đó ông sẽ xuất hiện tại New York theo lời của luật sư và trong đó ông sẽ được bảo vệ bởi các và mật vụ và trong tuần trước thì các mật vụ nói rằng họ không cho phép ai đụng tới người của ông nếu có còng tay thì cũng là do chính họ đưa cái còng vào tay của ông chứ không phải là cảnh sát New York không phải là văn phòng biện lý hay công tố viên đó là điều thứ nhất để khẳng định cho quý vị và thứ hai thủ tục trình diện này nó sẽ bao gồm luôn cả việc gọi là ông được trả tự do ngay sau đó để chờ ngày ra tòa. Lý do là bởi vì ở New York đã có cái luật gọi là Nobel. Luật Nobel này có nghĩa là những ngoại trừ những cái tội giết người, sát nhân hay là buôn chất cấm, tấn công tình dục thì sẽ có thể không được phép tại ngoại hầu tra mà phải bị tống giam trong tù chờ ngày xét xử ở ngoài tòa còn tất cả những tội khác thì họ sẽ được trả tự do ngay lập tức và cầm cái giấy ra tòa mà thôi đây là luật New York đã ban ra và cái vị chính vì cái luật này mà tội ác mới tăng tại New York tức là những tên tội phạm trộm cướp này nọ đó thì nó không có bị uh, tống vô tù mà nó cầm giấy chờ ngày ra tòa thôi nó ra nó ra được trả tự do ngay lập tức và chờ ngày ra tòa thôi thì trường hợp của ông Trump không phải là trường hợp trọng hình trường hợp của ông là tội hình sự nhưng không phải là trọng hình do đó thì tòa án bắt buộc phải để cho ông được trả tự do ngay lập tức và chờ ngày ra tòa có thể nó giữ passport của ông bla 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 bla, bla. nhưng họ không được phép bắt ông và trên quy tắc luật sư của ông sẽ bảo đảm ông đi đâu sẽ thông báo cho sở cảnh sát biết ví dụ như ông đi roly thì ông sẽ thông báo cho họ biết là ông đi roly đại khái như vậy đó là cái trường hợp là theo cái luật nobel của New York tuy nhiên thì phía biện lý nó vẫn yêu cầu là giam giữ ông Trump bởi vì ổng là nhân vật nguy hiểm bla 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 thì quý vị cứ assume là chúng ta cứ cho rằng là cựu tổng thống Trump sẽ bị à, tống giam vào tù và à, bị giam đó cho tới ngày xét xử thì thứ nhất bởi vì vị trí của ổng là cựu tổng thống ổng không phải là người dân bình thường và ổng lại là ứng cử viên tổng thống nữa do đó thì cái mức độ tăng cường bảo vệ cho ổng sẽ được tối đa. Tức là các nhân viên mật vụ sẽ gác ở bên ngoài cái phòng giam của ổng 24 trên 24. Tất cả thức ăn, tất cả mọi thứ. Và họ yêu cầu sẽ đặt luôn cả camera giám sát ở trong đó. Để mà bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vị cựu tổng thống của Hoa Kỳ. Và các nhân viên mật vụ sẽ đứng gác 24 trên 24 ở trước cái phòng nhà tù nếu như trường hợp mà biện lý đòi quan tòa phải à, à, không cho ông, ông trump được tại ngoại hầu tra và quan tòa thuộc dạng cánh tả luôn tôi cứ assume là quan tòa thuộc dạng cánh tả luôn và cũng đồng ý luôn cho ông ta ông trump vô tù ở luôn nhưng mà quý vị họ cũng không qua được cái hiến pháp của hoa kỳ về cái việc bảo vệ cho cựu tổng thống do đó dù ông trump có trong nhà tù ổng cũng sẽ được ra giam riêng biệt và tất cả từ sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt từ cơ quan mật vụ và cơ quan mật vụ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cái việc bảo vệ tối đa cho cựu tổng thống Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nếu mà đi đến trường hợp xấu nhất mà quý vị nói là ông Trầm bị ở tù rồi sau đó sẽ bị tự tử vân 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 thì tôi nói quý vị, trường hợp này nó sẽ đi nếu là trường hợp xấu nhất như vậy thì nó sẽ có một cái sự kiểm soát rất gắt gao đó là điều thứ nhất, điều thứ hai là căn cứ trên cái luật Nobel của New York thì ông Trump sẽ được tại ngoại hầu tra ngay lập tức, tức là ông tới trình diện, sau khi trình diện lăn dấu tay này nọ xong rồi, thì họ sẽ làm thủ tục cho ông được tại ngoại hầu tra ngay tại chỗ luôn, tức là ông cũng không có bị bắt, ông chỉ về cái Trump Tower của ông ở chờ tới ngày ra tòa thôi, chứ ông cũng không bị bắt cùng lắm thì nó gắn thêm cái, cái 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 đồ mà kiểm soát ở dưới cái 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 còng ở dưới cái chân của ổng đó là để chắc chắn rằng ổng không có đi ra ngoài đại khái như vậy đây là cái đây là cái mà để cho quý vị hiểu rõ về cái thủ tục gọi là Nobel ở New York mà nó đã được thông qua cách đây mấy năm và chính vì cái thay đổi này mà nó khiến cho tội ác ở New York tăng nhiều những tên trộm những tên cướp những tên đập phá nó bị bắt ra, bữa trước bữa sau nó được trả tự do rồi cầm cái tờ giấy chờ ngày ra tòa thôi. Do đó quý vị, đây là cái mà giải thích cho các độc giả và khán giả của TNP hiểu rõ về cái thủ tục pháp lý. Đó là trường hợp mà ông Trump đã tình nguyện về New York để mà ra trình diện hay là đầu thú đó. Quý vị, còn trường hợp như nếu tuần tới mà ông không ra, thì bắt buộc là bên, bên phía của... À, tòa án của New York sẽ ra lệnh truy nã, tức là một cái warrant, đối với ông Trump vì chống lệnh tòa án. Thì quý vị, cái này thì nó là một tội danh thật. Tại vì ở Mỹ này không nên chống lệnh tòa án. Nếu trường hợp như vậy, thì ông Trump sẽ bị truy tố thêm một cái tội là chống lệnh tòa án. Do đó, tại sao luật sư ông nói ông sẽ ra trình diện là như vậy? Tức là ông Trump không chống lệnh tòa án. Còn nếu trường hợp này xảy ra, thì thống đốc Florida tuyên bố là bất hợp tác. Bất hợp tác tức là sẽ không cho phép bất kỳ một nhân viên nào của New York được bước chân vào lãnh thổ của Florida. Liên quan tới cái vụ án của ông Trump. Do đó quý vị, đây là những cái trường hợp có thể xảy ra để tôi phân tích cho quý vị thấy. Rồi đó là cái phần thứ nhất mà giải thích cho quý vị về cái thủ tục pháp lý ở Hoa Kỳ. Tức là sẽ không có tình trạng ông Trump ở tù. Theo tôi biết là như vậy, ít nhất là 80%. Là ngay tại chỗ khi mà ông lập thủ tục lăn tay rồi À, ký tên đại khái như vậy ở trong cái văn phòng biện lý thì sau đó là họ tiến hành luôn cái thủ tục ông được trả tự do ngay lập tức để mà chờ ngày ra tòa thôi. OK, đó là cái mà tôi nhấn mạnh cho quý vị. Rồi bây giờ bước qua phần thứ hai. Cho tới giờ phút này, coi như là chúng ta đã thấy được 24 tiếng đồng hồ kể từ khi mà phía của New York Trump à, có là bồi thẩm đoàn đã quyết định cái việc mà truy tố đối với ông chồng, thì quý vị toàn bộ thế giới đều im lặng hết và quý vị trước khi mà tôi nói về chuyện của thế giới có lẽ tôi sẽ phải đưa cái tin cho quý vị à, một số những cái tin mà quý vị đã thấy trong thời gian qua là khi mà những nhà đối lập chính trị bị bắt giữ thì lên án là và lên tiếng như thế nào đầu tiên hết là quý vị belarus bỏ tù một nhân vật chính trị nổi tiếng và bị chỉ trích bởi khối tây phương ở trong đó thì quý vị thấy đây là belarus đã đưa một cái án tù dài đối với hai lãnh đạo của phong trào dân chủ tại đây sau khi mà những gì mà liên hiệp âu châu và hoa kỳ lên án đây là một cái động cơ chính trị trong phiên tòa này và đặc biệt là cái chế độ của ông tổng thống alexander lukashenko và trong đó thì à, người bị kết án là 11 năm tù là Maria Kolesnikova à, và 10 năm tù cho Maxim Zanek à, Và trong đó à, họ nói rằng là họ lên án gây gắt cái vụ này Thì quý vị bên cạnh đó thì cái vụ của Lukashenko thì chúng ta cũng thấy được cái vụ mà tôi thường nhắc với quý vị Navalny nhân vật đối lập chính trị của Nga Thì người lên tiếng là ai? Angeli Marco đã lên án việc mà kết án đối với lại ông Navani và đòi hỏi chấm dứt bạo động. Trong đây thì bà thủ tướng của Đức, thời điểm đó nha, cái bản tin này bản tin cũ nha quý vị. À, đây là bản tin năm 2021 nha. Bà thủ tướng Đức đã lên tiếng trong ngày thứ ba là kêu chỉ trích điện khi mà mà kết án đối với ông Alexei Navani. À, và kết án ông gần như là 3 năm tù rưỡi À, về cái gọi là bà cho là vô luật pháp và đòi hỏi phải chấm dứt những cái hành động gọi là bạo động và nhà những người biểu tình ở nga ở nga đây là lời lên án của bà Anjali Marco đối với việc nga đã truy tố và kết án đối với ông Navani. Ok quý vị, bên cạnh đó thì à, cũng bản tin tương tự như vậy liên quan tới Navani thì à, Nga bắt giữ gần 5.000 người biểu tình và đã bị lên án gây gắt bởi khối Tây phương. Quý vị thấy đây là bản tin. Nga bắt giữ gần 5.000 người trong cuộc à, hậu thuẫn cho Navani và trong đó đã bị lên án bởi khối Tây Phương. À, thì quý vị thấy là Hoa Kỳ thúc giục Nga là phải trả tự do ngay lập tức cho ông Navani và à, chỉ trích cái hành động gọi là dập tắt các cuộc biểu tình. Hoa Kỳ lên án Tổng thống đã sử dụng một cái kỹ thuật để chống lại người biểu tình ôn hòa và ký giả bởi à, lực lượng của Nga. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trên Twitter. Và trong đó thì... À, phía Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Blinken và cho rằng đang xen vào chuyện nội bộ của nước Nga. Ok quý vị, đây là lời phát biểu của chính Anthony Blinken trong việc bắt giữ đối với lại ông Navalny, nhà lãnh đạo đối lập. Và cùng một lượt quý vị, trong ngày hôm nay tôi lại lục lại ở trên cái uh, trang web của tổ chức được xem là nổi tiếng trên thế giới. Trang web này có tên gọi là Amnesty International tức là tổ chức Ân xá quốc tế, một tổ chức có trụ sở đặt tại Anh. Trong đó thì quý vị, họ lên án gay gắt là những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ và bị kết án cần phải được trả tự do ngay lập tức. Chính quyền của Vương quốc Ả Rập thống nhất phải ngay lập tức trả tự do cho một nhóm bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ sau khi mà họ bị kết án tù và Amnesty International đã cho biết ngày hôm nay. Đây là cái bản tin ngày 30 tây tháng 5 năm, năm 2022 đây quý vị và họ báo cáo và họ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho phía của những nhà bất đồng chính kiến. Cùng một lượt quý vị. Thì tổ chức gọi là Human Rights Watch tức là tổ chức uh, uh, nhân quyền uh, có trụ sở đặt tại New York đã là, uh, đã có cái bản báo cáo nói rằng là sách nhiễu, bắt giữ những nhà đối lập và uh, những nhà ký giả ở trong các cái cuộc bầu cử ở Nicaragua trong đó thì à, à, giữa lúc mà Nicaragua đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 à, năm 2021 thì chính quyền của ông tổng thống Daniel Ortega đã phát động một chiến dịch bắt giữ sát nhiễu à, của chính quyền bao gồm luôn cả những nhà hoạt động nhân quyền, ký giả và vân vân thì quý vị ở đây là họ lên án gây gắt ông à, tổng thống của Nicaragua. quý vị tất cả các bản tin này cho quý vị thấy điều gì là tất cả những bản tin này đều lên án gây gắt việc bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến và những nhà chính trị đối lập trên uh, ở, ở, Nga, ở uh, Belarus hay là Nicaragua. Và quý vị, không những là lãnh đạo của Tây Phương gồm có lúc đó là bà Thủ tướng Angela Merkel rồi tới tổ chức ân xá quốc tế là Amnesty International rồi tới phiên Human Rights Watch cũng đồng loạt lên tiếng để mà can thiệp cho cái việc mà các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ. Và chính cựu Tổng thống Trump cũng đã từng can thiệp cho những nhà đối lập chính trị bị bắt giữ được trả tự do. Trong đó thì quý vị cộng đồng Việt Nam đều biết tới trường hợp của mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và nhờ vào cái sự vận động của Tổng thống Trump và bà đệ nhất phu nhân Melania mà mẹ nắm như Quỳnh mới được trả tự do và qua Hoa Kỳ. Quý vị, bây giờ chính bản thân cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bức hại chính trị. Vụ án này tôi đã nói quý vị, nó không phải là vụ án hình sự. Quý vị đi hỏi tất cả thiên hạ và hỏi tất cả mọi người trên thế giới này. Đưa tiền để mà mua lại sự im lặng của một cô ngôi sao khiêu dâm. Thì có phải là tiền hình, có phải là án hình sự hay không? Câu trả lời là không và Navani bị bắt giữ về tội gì quý vị? Navani bị bắt giữ về tội lừa đảo. Nga kết án Navani 3 năm rưỡi tù về tội lừa đảo. Fraud. Chứ không hề kết án Na Navani về tội bất đồng chính kiến đâu. Rồi ông tổng thống của Nicaragua. Ông ra lệnh bức hại tất cả những nhà chính trị đối lập bằng những tội danh khác. Lớp thì trốn thuế lớp thì à, gọi là vi phạm luật lệ của Nicaragua, vân vân và vân vân. Rồi Lukashenko cũng bắt giữ các người nhà, đó. kết án nặng nề các nhà chính trị đối lập bằng những tội danh khác, không hề có tội nào liên quan tới chính trị hết. Thì quý vị, giờ phút này đảng Dân Chủ bắt đầu chơi cái trò gọi là bức hại chính trị. Và tôi thấy trong mấy ngày nay, chúng ta thấy rất là rõ ràng là đồng loạt ở trong ngày hôm qua, ngày hôm nay là bên phía bảo thủ và bên phía Đảng Cộng Hòa lên án gây gắt và họ khẳng định đây là vụ án có động cơ chính trị và kẻ mà thực hiện cái động cơ chính trị này là Alvin Pratt, biện lý của Manhattan ông ta đã nhận tiền tài trợ của George Soros để mà thực hiện cái cuộc điều tra và mở lại hồ sơ của Tommy Daniel và Michael Cohen năm 2018 một vụ án đã cũ và một cái việc mà nó không đáng gì cả bây giờ bị biến thành criminal, hình sự. Thì quý vị, rõ ràng họ mượn danh cái này để mà trấn áp cái uh, việc mà ông Trump ra tái tranh cử tổng thống năm 2024. Ông đang là ứng cử viên hợp pháp và chính thức ra tranh cử. Thì quý vị, tất cả cái đám đạo đức giả của Âu Châu và của Human Rights Watch hay là của Amnesty International có lên tiếng chưa? trong khi đồng loạt lên tiếng cho tất cả những nhà bất đồng chính kiến trên thế giới về việc đàn áp chính trị. Bây giờ cái việc đàn áp chính trị xảy ra ngay trên nước Mỹ thì toàn bộ im lặng hết. Từ Olaf Scholz, thủ tướng của Đức, Emmanuel Macron là tổng thống Pháp cho tới Sunat là thủ tướng Anh đều im lặng hết quý vị. Ủa, Tại sao không vận động giống như vận động kêu lên án giống như lên án Navani? Rồi quý vị, những tổ chức được xem là à, tranh đấu cho nhân quyền quy thế nhất thế giới từ Amnesty International cho tới Human Rights Watch cho tới giờ phút này quý vị có thấy một chữ nào của họ lên án về cái hành động của ông Biện Lý Manhattan không? Và lên án gây gắt về cái hành động được xem là bức hại chính trị và có động cơ chính trị không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là cái hành động có động cơ chính trị. Thì quý vị Vụ án của ông Trump Tôi thấy rất tức cười Tức cười ở chỗ là gì quý vị Là chúng ta lột được mặt nạ đạo đức giả của những kẻ này Có nghĩa là từ xưa tới nay Họ mượn danh nghĩa tranh đấu cho nhân quyền Bảo vệ cho nền chính trị đối lập Là trò đạo đức giả hết Angelina Marco ở đâu? Olaf Scholz, thủ tướng Đức ở đâu? tại sao không lên tiếng thì quý vị đây là cái trò đạo đức giả của những kẻ mượn danh nghĩa là tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ những nhà chính trị đối lập kể cả những cái tổ chức được mô tả là tổ chức nhân quyền nổi tiếng cả thế giới quy thế nhất cả thế giới cũng im cái miệng lại luôn đây là ai cũng thấy rõ đây là hành động bức hại chính trị và đàn áp chính trị đối lập. Đối với một cựu tổng thống và đang là ứng cử viên hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024. Mặc dù chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta biết được cái vụ án này không đi tới đâu, không cản trở được ông Trump ra tranh cử bởi vì hiến pháp của nước Mỹ. Nhưng mà ít nhất cũng phải lên tiếng chứ, đây là hành động bức hại chính trị mà. Nhưng đám này quý vị thấy chưa? đạo đức giả. Tôi từng nói với quý vị rồi, đám cánh tả là một cái đám đạo đức giả, mặc dù Angela Merkel là bên cánh hữu đó, nhưng mà bà ta vẫn đi theo chính sách cực tả. Rồi cái gì Bây giờ Olaf Scholz là nhân vật khuynh tả của nước Đức, là thủ tướng Đức đó, có lên tiếng chưa? Chưa hề. Rồi King Charles, ông uh, hoàng đế của nước Anh đang biến thăm nước Đức và Âu Châu đó. Rồi Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng thì tôi không trách được. Ngài đang ở trong bệnh viện. Đúng lúc này Ngài đang mổ trong bệnh viện. Chưa chắc Ngài biết được cái tin này nữa. Nhưng mà ít nhất những lãnh đạo khác phải lên tiếng chứ. Ủa tại sao lên tiếng cho một nhân vật à, đang bị giam giữ ở Nga? Rồi quý vị, họ còn trừng phạt kinh tế đối với Biến Điện trong việc bức hại bà Aung San Suu Kyi nhà lãnh đạo đối lập của Miến Điện. Trong khi bà này lên tiếng binh vực cho hành động diệt chủng của chính quyền quân phiệt Miến Điện đối với dân tộc Rohingya. Thì họ vẫn lên tiếng binh vực bà này và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Aung San Suu Kyi. Còn bây giờ ông Trump, ông Trump phạm tội gì đây? Quý vị, ông Trump có tàn sát ai không? Và những kẻ được ông Trump can thiệp trả tự do có lên tiếng và lên án cái hành động này chưa? Hay là im miệng? Quý vị, chúng ta nhìn vào tất cả những cái này chúng ta phân tích theo cái nhìn của chúng ta. Chúng ta không chạy theo khuynh hướng tầm bậy tầm bạ nào hết. Chúng ta không để ai định hướng mình hết mình cứ dựa trên tất cả những sự kiện đang xảy ra mình cứ dựa trên tất cả những cái lời nói và lời tuyên bố của họ để chúng ta phân tích tới ngày hôm nay quý vị nguyên một cái băng đảng của âu châu có ai lên tiếng trong cái vấn đề ông trump bị truy tố chưa chưa có và suốt ngày thì cứ chỉ trích là nga nicaragua rồi belarus rồi miến điện thậm chí là trung quốc Quý vị, đây cho quý vị thấy rõ sự đạo đức giả của đám Âu Châu. Và thứ hai là cái trò rất bựa của đảng Dân Chủ. Họ làm gì cũng không qua được cái hiến pháp Hoa Kỳ. Vụ án này rồi cũng sẽ không đi tới đâu. Vụ án này rồi cũng không sẽ không đi tới đâu cả. Nhưng nó làm cho chúng ta thấy được cái mặt nạ đạo đức giả này rớt xuống một cách hoàn toàn. một cách hoàn toàn luôn và người trên thế giới họ còn tin vào cái nền chính trị đối lập nữa không quý vị. Ngay cả nước Mỹ này chính trị đối lập bị truy tố bị bức hại như vậy thì nơi nào tin tưởng được là sẽ có một nền chính trị đối lập để mà làm cho chính quyền minh bạch hơn. Ông Mike Pompeo nói đúng. Nó làm sói mòn cái uh, hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Và Jenna Ellis nói rằng đây là một cái thảm kịch về pháp lý và vẫn chưa ai nói để đến cái thái độ gọi là tôi gọi là cái thái độ à, im lặng một cách à, mơ hồ của các lãnh đạo luôn miệng là chúng tôi ủng hộ cho giá trị chung dân chủ và nhân quyền đây là hành động phi dân chủ đó bức hại người ta bằng một cái tội danh khác để mà truy bức người ta thì đây là một trong hành động phi dân chủ đó Có tên nào lên tiếng đâu Chưa kể cái đám gọi là Khuynh tả thổ tả của cộng đồng người Việt Nó còn đứng với nó, nó vỗ tay Nó đăng tin, nó quang hô Nó ăn mừng nữa Nó tranh đấu cái con khỉ gì cho Việt Nam đi quý vị Suốt ngày nó ngồi nó ca ngợi Những nhà chính trị đối lập tại Việt Nam Bị bức hại còn cái chuyện này á, rõ ràng bị bức hại đây nó nói là vi phạm luật pháp của mỹ ủa vậy mấy nhà chính kia bất động chính kiến tại việt nam có vi phạm luật pháp của việt nam không mà họ vẫn bị kết tội vi phạm luật pháp của việt nam đó quý vậy trận này thiệt hại của ông trump tôi chưa thấy nhưng mà cái mặt nạ đạo đức giả của những thành phần gọi là đấu tranh cho dân chủ nó rớt xuống bập 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 Quý vị nên nhớ người Mỹ này họ có cái câu nói tiếng nổi tiếng của Phan Sten. Tuy tôi không đồng ý với anh, nhưng tôi thà chết để bảo vệ cho tiếng nói của anh. Đó là dân chủ. Bây giờ có tên nào thà chết để bảo vệ cho tiếng nói của Donald Trump không? Quý vị nhìn thấy là gì quý vị? Đạo đức giả hết những tên này là đạo đức giả hết từ cộng đồng Việt Nam qua cho tới những cái tay lãnh đạo của các quốc gia tại Âu Châu cho tới những cái tổ chức được mệnh danh là uy tín về nhân quyền tất cả mặt nạ của họ rơi xuống hết quý vị như vậy thì quý vị nghĩ rằng là cái hình ảnh của nước Mỹ sau cái 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 cuộc truy tố này nó sẽ đi về đâu người dân Mỹ thì họ biết được đó họ biết họ sẽ làm cái gì trong thời gian tới rồi đó. Nhưng mà quý vị, còn những quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Lúc nào cũng bô bô cái miệng we share the value. dân chủ, nhân quyền và tự do. Và dùng cái đó để lên án tất cả những chế độ độc tài toàn trị. Bây giờ ngay tại xã hội Mỹ nó cũng áp dụng không khác gì chế độ độc tài toàn trị tên nào đã lên tiếng kẻ nào đã lên tiếng ngoại trừ những người bảo thủ và những người bên cái đảng cộng hòa đồng loạt lên tiếng đây quý vị cái sợi dây đạo đức nó mong manh lắm và chúng ta thấy được rất rõ ràng tôi không thấy sự thiệt hại của ông trump đâu nhưng mà tôi thấy rõ là nó sẽ đẩy tất cả thế giới đi vào một cái cái cửa khác tại vì không còn ai có niềm tin vào một cái xã hội được quản trị theo lối dân chủ nữa nước mỹ được xem là một quốc gia đứng đầu thế giới về ngành tư pháp bây giờ chính ngành tư pháp cũng đã trở thành một công cụ bức hại chính trị mặc dù đây chỉ là tiểu bang new york nó không mang tính chất của liên bang nhưng mà đó là công cụ bức hại chính trị và bị lạm dụng một cách vô tội vạ không khác gì chế độ độc tài toàn trị của cộng sản trung quốc của cộng sản nga cả và nó lợi dụng cái thành phần đa số ở đó quý vị 23 người trong đại bộ thẩm đoàn đều đến từ Manhattan. Đều là những kẻ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Thì quý vị nghĩ rằng cái phán quyết họ có công bằng cho ông Trump hay không? thì cũng giống như là nga khi kết án navani những nhân chứng ra cáo buộc navani cũng là người của putin cũng là người của putin rồi những nhân chứng cáo buộc bà aung san suu kyi tội tham nhũng tội gian lận bầu cử tội sử dụng các cái thiết bị bất hợp pháp là người của ai là người của bộ quân phiệt có khác gì đâu nó có khác biệt gì đối với cái trường hợp của ông trump đâu và vụ án này, quý vị nghĩ đi, chỉ là đưa tiền để mà mua lại sự im lặng thôi. Thì bị cáo buộc hình sự. Rõ ràng là gì quý vị? Đó là cái mượn danh. Cái mượn danh rất rõ ràng. Nó không có cái gì tội ác trong đây cả. No crime here. Phải như ổng giết người, ổng cướp của, ổng buôn lậu chất cấm. Hay là ổng lạm quyền. Đằng này không có kẻ đưa tiền là Michael Cohen. Ông Trump cũng không trực tiếp đưa tiền. Mà Michael Cohen đi vay tiền của ngân hàng. Khai mang với ngân hàng gây vay tiền để đưa cho Tommy Daniel. Bây giờ chỉ có một lời nói của Michael Cohen là ông Trump ra lệnh cho. Mới có lời nói có một chiều thôi. Mà họ quyết định là truy tố ông Trump. Họ coi Michael Cohen là nhân chứng quan trọng trong khi Michael Cohen đã bị buộc tội khai gian, đã ở tù vì tội khai gian. Thì quý vị, đây là một cái sự lấp liếm rất rõ ràng. 23 kẻ bồi thẩm đoàn này là ai? Là cư dân của Manhattan. Mà cư dân Manhattan 95% là ủng hộ viên cho Đảng Dân chủ, thành phần cấp tiến cực tả không? Thì đương nhiên họ phải đưa ra quyết định này thôi vấn đề còn lại tôi muốn đặt câu hỏi tới những nhà hoạt động nhân quyền tôi muốn đặt câu hỏi với những lãnh đạo của Âu Châu chuyên môn chỉ trích những cái hành động bất hại nhân quyền bất hại chính trị đối lập lần này tại sao họ không lên tiếng lần này tại sao không lên tiếng mà giữ im lặng một cách khó hiểu như vậy quý vị câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ đạo đức giả ở trong chính trường và sự mượn danh rất là nhiều. Đã tới lúc chúng ta phải suy nghĩ lại về thái độ của những kẻ này. Và quý vị phải tự phân tích đối chiếu so sánh để chúng ta đánh giá sự việc trên cái nhìn của chúng ta mà không bị ảnh hưởng bởi đám truyền thông sọ so mũi và đám chính trị cực tả này nó sọ so mũi chúng ta. Tên nào muốn kết án người khác cũng nhân danh là bảo vệ luật pháp hết. Đó cộng sản Việt Nam kết án tất cả những nhà bất đồng chính kiến thì nó cũng nhân danh là bảo vệ luật pháp của nhà nước Việt Nam mà. Rồi Navalny bị Nga kết án cũng nhân danh là luật pháp của nước Nga. Rồi nhân vật đối lập ở tại Belarus bị kết án cũng được nhân danh là bảo vệ nền luật pháp của Belarus mà. Quý vị, tất cả đều được nhân danh hết. Câu trả lời do chính quý vị tự so sánh đối chiếu. Quý vị sẽ thấy được cái nhìn của quý vị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.